Vâng, chúng tôi đang có một chiếc xe đi ngược chiều và anh đang đi phượt đến chỗ mà chúng tôi đang cắm trại. Anh ơi, phía trước đường nó là hơi bị khó nhá. Có gì gọi 1080 nhá. Và một thanh niên đang bị đau bụng. Về đấy. Nối đuôi nhau đây đây. Úi trời ơi. Nhiều xe chưa này. Đông như là một đống nhện nhện. Đại diện cho nhóm HRC có chủ tịch Đào Hầm ở đây, anh đang sở hữu một con xe Land Cruiser Series 70. Anh vừa đang có một cú tai nạn một cách rất là đẹp mắt. Cuồng lên, cuồng lên. Cuồng lên. Bật ra lên. Ôi tay rồi. Ôi đừng chết chó. Và những chiếc xe đã về đến bến bờ hạnh phúc rồi. Trời quá. Đấy, người đi còn khó nữa là xe đấy, mấy thanh niên đi cực kỳ khó khăn luôn. Đấy, và một con phích đã nhào vào con xe. Đi lên anh em ơi. Đi thẳng luôn qua. Con kia sao đây anh? Chết à? Qua suối đi anh em ơi. Đi nào. Vẫn có vị trí gà đó kìa. Vẫn có vị trí gà đó kìa. Vẫn có vị trí gà đó kìa. Vẫn có vị trí gà đó kìa.
kia đâu, ở trên đây sao đi được. Đây. Chào ông đá. Không xa đâu. Ông này đâu mà. Đi bình thường thôi em ơi. Đi thoải mái đi. Để em chụp thằng lính của em đó. Cạn queo hả? Hình như đang mở visa gạt hết về sau anh ơi. Đâu không? Đấy anh chưa? Đấy, đó lên sau. Đẹp 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 đẹp. Cái này cho một cái là cái tú.